Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Lộn Cái Bàn, nơi mà chúng tôi nêu quan điểm của chúng tôi mà các bạn không hỏi lắm. Và hôm nay chủ đề của chúng tôi là chủ đề video đấy. Còn nếu mà lời nhìn thì chủ đề của chúng tôi là Hollywood và cách mà họ đang khai thác những bộ live action. Trong hơn một cái thập kỷ vừa qua, với cái tần suất tăng dần trong vài năm qua, thì Hollywood đã đang cố gắng chuyển thể live action của manga và anime này. Từ 2008 đến nay chúng ta có Dragon Ball này, Ghost in the Shell này, Death Note này, Speed Racer này, All You Need Is Kill này, Alita Battle Angel này, và gần đây nhất là Cowboy Bebop. Nhưng mà đó thì mới chỉ là khởi đầu, khi mà hàng loạt cái tên khác được công bố chuẩn bị ra mắt. Sword Art Online, Tên Của Bạn, Ngũ Văn Mười, Hành Trình U Linh Giới, Hoàng Kim Giáp, One Piece, Gundam, Naruto, Attack on Titan, One Punch Man, Made in Abyss. Nhưng mà cái việc mà Hollywood động vào các bộ manga và anime được yêu thích thì làm người ta cảm thấy sợ hơn là mong đợi. Và lý do thì rõ rồi, Hollywood làm chả ra gì nhưng mà vẫn cứ cố chấp làm tiếp. Thật ra thì Nhật Hàn các thứ cũng có chuyển thể khá rồi, có cái hay cái dở, nhưng mà hôm nay chúng mình chỉ nói về những cái sản phẩm của phương Tây thôi. Các đạo diễn ở Hollywood thì có cả một mỏ vàng mang tên anime, nhưng mà liệu họ đào lên vàng không hay là tự đào mồ chôn mình thì hãy cùng lặng cái bồn. Phim chuyển thể comic, phim siêu anh hùng ấy, nó đã thống trị phòng vé rất lâu nay rồi, và có vẻ nó đang chững lại. Các tư liệu nổi tiếng thì cũng đã xài gần hết rồi, các bài hoài cổ lôi diễn viên cũ lên đóng lại thì cũng xài rồi, nên là các studio bắt đầu phải đi tìm những cái chất liệu mới để đưa lên bàn bạc. Nói chung là cái chủ đề hôm nay thì để vịt gọi là chiếm sóng nhiều hơn thì hợp lý hơn, tại vì giang hồ gọi vịt là vịt Vibu. Thực ra lúc tôi chuyển lương tôi vẫn lưu tên là Vibu. Tôi phải phản ứng với cái này trước đã rồi tôi bàn luận sau. Tôi cay nghiệt cái tên đấy. Kể chuyện ngoài lề một tí thì từ cái ngày mà tôi bắt đầu làm content YouTube ấy, tôi luôn muốn rằng là tôi là một cái nhân vật ngẫu nhiên trên mạng thôi, không để lại tên tuổi gì cả. Tôi muốn mọi người nghĩ đến tôi kiểu a random funny guy ấy. Nhưng mà khi tôi nghỉ việc ở công ty cũ thì chả hiểu sao ông quản lý cũ lại đi đăng đàn một cái thông báo rằng là Việt mở ngoặc Weibo đóng ngoặc đã nghỉ việc. Nghe giống chơi ngọc ấy nhỉ? Sếp cũ là chơi ngọc à? Mình được các bạn chăm sóc tốt quá. Từ đấy là một đống người bắt đầu gọi tôi rằng là Việt Weibo. Thế ông hỏi Weibo à? Tôi không phải Weibo. Nhưng mà ông xem anime, ông đọc manga từ ngày xưa mà ông cũng hiểu biết hết, mà ông hiểu biết hơn tôi. Nếu cứ xem anime và đọc manga là được tính là Weibo thì tôi tin là Việt Nam này toàn Weibo, bởi vì Doraemon ai cũng đọc rồi, ai cũng xem rồi. Tôi định đùa là nó giống kiểu không phải ai ấy với mẹ bạn thì cũng là bố bạn. Nhưng mà mất dạy quá nên là thôi, không đùa nữa. Quay trở lại vấn đề thì trong những cái bộ manga đã và đang được chuyển thể mà vừa nãy mình nhắc tới thì tôi chỉ biết được khoảng, thực ra là chỉ biết khoảng 40% thôi, còn lại thì chưa đụng vào bao giờ. Thế ông đã xem những bộ nào? Có Dragon Ball này, có Death Note này, có Sword Art Online này, có Your Name, Nguyễn Văn Mười này, One Piece, Naruto, Attack on Titan này. Nói chung là những cái bộ khá là nổi. Còn mấy cái mà kiểu như là gì nhỉ? Giáp Hoàng Kim, Saint Seiya đấy, hay là Gundam thì tôi nghĩ là cái thế hệ đầu 9X sẽ thân thuộc hơn. Mấy bộ còn lại thì tôi chưa biết đến và tôi cũng không hứng thú đến thế. Theo tôi biết thì trong những cái năm gần đây thì nền tảng mấy cái nền tảng stream như là Amazon hay Netflix thì đã nhập khá nhiều anime. Do đó mà anime bắt đầu có tiếng nói hơn trên thị trường quốc tế này, và có thể là cạnh tranh được sòng phẳng hay thậm chí là vượt mặt so với các tượng đài như là Mandalorian hay là Star Wars này. Về đề tài thì thực sự là mấy ông Nhật cũng quá là thừa thãi trong sáng tạo. Lướt sơ sơ trên Netflix là đã thấy cả một chuyên mục riêng cho anime. Nội dung anime thì rất là đa dạng, cái gì không người ta nghĩ ra được, bóng đá này, ẩm thực này, hội họa này, tập tạ này, khoa học viễn tưởng, fantasy này. Có khi là vừa bóng đá vừa ẩm thực luôn, có khi cũng được. Tôi chưa xem hết đâu, nhưng mà tôi có cảm giác là về đề tài thì nó có khi nó đa dạng hơn nhiều Hollywood. Tôi luôn nghĩ là về đề tài thì nó đa dạng hơn, và cách phát triển ý tưởng ban đầu thành một cốt truyện ấy nó cũng tử tế và hút khách hơn. Có lẽ một phần là bởi vì khi mà làm manga và cái anime thì họ được thỏa sức sáng tạo, chứ không phải là bị bó buộc vào trong 1.5 đến 3 tiếng nhất định như phim điện ảnh. Đúng, kiểu muốn kể chuyện dài nào cũng được, hơn 1.000 tập vẫn ok đúng không? Ừ đấy, người ta vẫn xem. Kiểu nộp ý tưởng nhà xuất bản, họ duyệt phát là đấy, ông được quyền vẽ, ông vẽ khi nào ông chán thôi. Khi nào mà nhà xuất bản thấy chán rồi thì họ tính sau. Mà ngay cả trong những cái bộ mà one shot, tức là những cái chuyện mà chỉ dài một arc, hoặc là những cái bộ phim như kiểu phim của Ghibli chẳng hạn, họ cũng thể hiện được cái sức sáng tạo và khả năng truyền tải thông điệp rất là xuất sắc theo kiểu khác so với điện ảnh Mỹ. Tôi không biết là tả như nào, nhưng mà cái kiểu hay của anime Nhật và của điện ảnh Mỹ là rất là khác nhau, và tôi chưa thấy bộ phim nào mà dung hợp hoàn hảo được hai cái yếu tố đấy cả. Tôi nghĩ là cái đấy là do khác biệt văn hóa. Cái mảng nghệ thuật của một quốc gia thì nó sẽ luôn bị ảnh hưởng lớn bởi văn hóa của nước đấy. Và trong khi văn hóa của Mỹ và văn hóa Nhật thì nó có sự khác biệt quá lớn ấy. Mà cái lần duy nhất mà họ giao nhau là The Bomb. Ta thấy là còn là chuyển thể tổ hoạt hình thành phim người đóng nữa. Tôi cũng nghĩ thế. Từ cái đợt mà Dragon Ball Evolution, live action của Dragon Ball, tôi đã sợ cái cách mà người Mỹ chuyển thể anime rồi. Phim này tệ thật, phim nó bị chê nhiều quá chứ.
đấy nguyên tác Nhật Bản ấy, nhưng mà toàn là người Mỹ này, người Hàn này và cho nhuận phát. Tôi nghĩ rằng là không chỉ người Nhật mà bất cứ ai cũng muốn một bộ phim chuyển thể từ anime Nhật thì ít nhất hãy sử dụng diễn viên Nhật, đa phần thôi cũng được, và có thể có bản lồng tiếng tiếng Nhật và tiếng Anh luôn thì nó sẽ tuyệt vời hơn nhiều. Có vẻ hơi đá đá rằng câu chuyện tên cá nhỉ? Thì cũng hơi hơi thôi. Tôi nghĩ là hồi đấy người xem và bây giờ người xem vẫn phẫn nộ tại vì người ta thấy là nhà làm phim không tôn trọng nhân vật ấy. Nhưng mà may là chúng ta vẫn chưa có Goku da đen với lại Bulma pansexual rồi cụ rùa thành cụ bà rùa, cụ rùa cái ấy. Tôi nghĩ là mình không dung túng cho một cái gì đấy tệ chỉ bởi vì nó đã có thể tệ hơn được ấy. Và họ đang dục dịch truyền thể cả Attack on Titan làm tôi khá là lo lắng. Ôi, từng có rồi. À đây của Nhật à? Attack on Titan có bản live action rồi mà. Chưa đâu. Có rồi. Tôi xem rồi. Thế á? Bản Nhật thì có thể là có rồi nhưng bản Mỹ thì chưa có. Và họ đang dục dịch. Thôi thì miễn là họ không động vào cái Fullmetal Alchemist là được. Bộ đấy tôi nhớ là anime tủ của ông đó. Trước ông làm recap một phần trên kênh xong ông đếch làm nữa. Ừ, chúng tôi lười. Cái đó là anime gối đầu giường luôn. Nhưng mà tôi xem được một lần rưỡi thôi nhưng mà tâm đắc phết. Kiểu cái gì ấy? Ông biết tôi tâm đắc nhất cái gì không? Không phải mẹ có bất cứ ai trong đây đúng không? tôi tâm đắc nhất là với quả tai nghe One Audio F2 này. Nó là cái tai nghe True Wireless đến từ hãng tai nghe DJ bán chạy nhất Amazon. Nó có chất âm hay và chuẩn mực DJ này. Nhịp bass sống động với mảng loa 10mm. Đã thế quả thiết kế cũng khá đây. Với họa tiết đĩa than làm điểm nhấn. Nhìn cái đĩa này nghĩ ngay đến máy DJ trả đĩa SS có đụt đúng chưa? Sau đó còn có đèn báo pin. Pin lên đến 40 tiếng, sạc một lần đủ ngay cả tuần. Hàng chính hãng bảo hành 12 tháng. Và chỉ với 590.000 thì bạn sẽ nhận lại được một cái sự vẻ đẹp như thế này, hợp lý với mọi nhà. Và tôi đã xoay sở xin sỏ để với riêng người xem của hệ thống kênh The Reviewer thì khi anh em nhấn vào link, các bạn sẽ được giảm giá 50.000. Anh em mà muốn mua tai nghe giá rẻ này, trải nghiệm ok thì hãy bấm vào đường link trong phần mô tả và bình luận để sắm ngay chiếc tai nghe này. Quay trở lại vấn đề thì phim chuyển thể comic thì thành công rất là vang dội rồi. Từ những cái tên như Superman The Movie này, hay là Batman của Tim Burton đến thập kỷ 2010 thì nó là bùng nổ của MCU này. Nó tạo nên thương hiệu khiến cả những cái phim trung bình hoặc dở cũng có thể kiếm tiền. Nhưng với anime thì Hollywood không được thành công cho lắm. Bắt đầu từ năm 91 với lại Guyver, tôi cũng không chắc đọc gì lắm. Và phần 2 Guyver Dark Hero năm 1994. Nhìn chung là những cái bộ phim này được đón nhận ở mức là trung bình. Tới năm 95 thì có hai phim Bắc Đẩu Thần Quyền và Crying Freeman. Một cái tệ, một cái trung bình, nhưng mà đều không gây được tiếng vang. Và sau cái phần Gundam 1999 thảm họa thì Hollywood dừng chuyển thể anime cho tới 2008. Có một vài phim có thể tạm được coi là tốt như là Alita này. Cái quả mắt anime lên live action thì có thể gây tranh cãi, nhưng mà tôi thấy nó là phim tốt. Nhưng mà thương hiệu Alita thì lại vốn không quá nổi lắm bên Tây nên là nó lỗ. Nên là tôi nghĩ là không có phần sau. Rồi là Speed Racer năm 2008 từng được coi là thảm họa phòng vé. Nhưng mà với chủ nghĩa xét lại thì nó bắt đầu có chỗ đứng trong cộng đồng xem ở Mỹ. Phim tốt nhất thì tôi nghĩ là Edge of Tomorrow dựa trên cái novel mà All You Need Is Q. Khỏi cần phải nói thì phim này hay, được đầu tư các thứ. Có dàn cast là Tom Cruise này, Emily Blunt này. Nhưng mà nó kiểu chỉ dùng concept thôi. Nó không dùng tên cũ và nội dung cũng khác đi nhiều ấy. Tôi không hề biết là đấy là phim chuyển thể anime đấy. Thì đấy, nó chỉ là kiểu lấy cái concept thôi, nó chỉ lấy ý tưởng ban đầu thôi. Trông hoàn toàn Mỹ luôn đấy. Gọi là kiểu được truyền cảm hứng thì giống hơn là phim chuyển thể. Một cái phim khác nữa mà tôi thấy có thể đã là gây tranh cãi là Ghost in the Shell. Phim này thì tôi thấy là khá ổn. Tôi chưa đọc truyện nhưng mà xem phim thì vẫn thấy khá. Dù là thấy khá nhiều fan truyện chê. Ừ, thì ngay cả trong trailer có cái cảnh mà đứng trên cao nhìn xuống ấy. Trong anime thì đeo kính kiểu người Saiya để mà thu thập thông tin ấy. Còn trong phim thì chúng ta có một cảnh quay từ phía sau rồi bụp một cái cho mặt diễn viên. Và Scarlett Johansson không thèm đeo kính mà cứ đứng đấy nhìn với tòa nhà cả cây số đằng trước. Chắc chắn là không kiếm một tí thông tin nào. Chắc là Hollywood mà phải dùng mặt diễn viên và khe của diễn viên để như ai đeo mặt nạ vào làm gì, có mỗi cái mặt tiền. Như Iron Man ấy cũng phải làm mấy quả quay cận mặt trong giáp rồi hiện thông số các thứ thì nó mới hay ấy. Và thực sự là phải kiểu tận dụng gương mặt mà diễn viên như thế thì nó cũng hiệu quả mà. Tiện đang nói về Ghost in the Shell thì tôi sẽ nhắc đến cái Matrix. Ma trận, các nhà làm phim lúc mà đi xin tài trợ ấy có cái punchline rằng là họ muốn làm Ghost in the Shell nhưng mà với người thật. Và chắc chắn là Matrix thành công rồi, nhưng mà không thể tính là chuyển thể anime được. Vì phim thì cũng ít giống Ghost in the Shell và có thể coi là sản phẩm gốc. Phim này cũng chỉ nên tính là lấy cảm hứng thôi chứ không phải là chuyển thể. Tôi nghĩ là cái sản phẩm gốc thì có rủi ro rất là lớn, nên là cái ngành công nghiệp giải trí bị ám ảnh bởi reboot này, remake này, spin-off này, hậu truyện các thứ của những cái mà đã thành công rồi. Và trong một cái thế giới mà với hàng tỷ cái thứ để giải trí thì một thương hiệu có sẵn thì vẫn là dễ kiếm gạo hơn. Về tóm lại là trong suốt hơn 2 thập kỷ làm phim chuyển thể thì cũng chỉ có 2 hoặc là 3 phim ổn và một phim tuyệt vời nhưng mà lại không thể coi là phim chuyển thể được. Vậy thì vấn đề là gì? Tại sao Hollywood lại gặp quá nhiều rắc rối khi mà
chuyển thể anime? Đầu tiên tôi thấy là có những cái yếu tố của anime nó thật là nó không phù hợp để mà làm live action hoặc là không được thể hiện tốt. Một cái hay của anime là nó không chỉ ở cốt truyện mà nó còn ở phong cách vẽ này, ở các biểu cảm nhân vật này và nhiều yếu tố khác nữa. Một cái mà tôi có thể ví dụ là anime có những cảnh mà slow mo ấy. Thì điện ảnh cũng có, nhưng mà đấy, thường là anime sẽ có slow mo ở những cái góc máy khác cho những đoạn quyết định hoặc là những cảnh biến hình hoặc là bất cứ một cái cảnh hành động ngầu lòi nào đấy, nó sẽ chỉ đi chiếu lại cảnh đấy 3-4 lần. Giống kiểu như là phim siêu nhân đúng không, ông thấy chỉ có một hành động ví dụ như là như này, nhưng mà nó sẽ phải là như này, xong rồi như này, xong rồi như này nữa, nó sẽ chiếu đủ các góc. Ừ thì nó hơi cringe và nó hơi phản điện ảnh một tí, nhưng mà nó khá là hiệu quả để mà đẩy cảm xúc hào hứng của mọi người lên cao. Phim Mỹ chắc chắn là sẽ không dùng kiểu quay đấy. Tiếp theo là về nhân vật thì ví dụ như là cái Saitama trong One Punch Man ấy, cái mặt đần đần được vẽ bằng cái nét vẽ đại trà nằm giữa những cái nhân vật khác và khung ảnh được trao chuốt cùng cực, thế nên là cái nhân vật này lại nhìn nó buồn cười hơn. Tôi không nghĩ là họ tìm được cách để mà đưa được cái biểu cảm đấy lên live action. Người đóng thì làm sao mà làm cái mặt kiểu đần như thế được? Chả phải tìm ở Trung Quốc, mắt nó mới híp thế. Vừa nãy bảo người Nhật đóng phim Nhật sao? Xem shit. Nhưng mà nếu mà các nhân vật anime mà được điều chỉnh hợp lý thì tôi nghĩ là hoàn toàn có thể chinh phục được người xem ấy. Ví dụ như là L trong Death Note đi. Trong bản Nhật thì tôi thấy là phim đấy có kịch bản tốt và diễn xuất thì rất là đạt, đến mức là có cả spin-off riêng. Còn ở bản Mỹ thì có William Dafoe lồng tiếng cho Ryuk vẫn chắc. Nhưng mà để nhận xét về tổng thể phim thì không muốn chỉ thể. Thì các biên kịch phim chuyển thể anime nó nghe hơi quy chụp tí nhưng mà thường là tệ. Cách họ viết kịch bản như kiểu muốn giết chết sự nghiệp của diễn viên ấy. Biết là phải cần cân đối để mà phù hợp với live action và tất nhiên là không thể nào mà chuyển thể một như Disney. Tôi thì không có vấn đề gì về cái việc thay đổi nhân vật hay câu chuyện, nhưng mà những cái thay đổi này của Hollywood nó hiếm khi phù hợp và nó quá xa rời so với cái chất lượng của bản gốc. Ví dụ như là Faye Valentine trong Cowboy Bebop, trong anime thì hóm hình và có thể gọi là chất, còn lên phim thì kiểu chỉ biết chữ bậy ấy. Nghe hơi chúng tôi ngày trước một tí. Cách Faye được thể hiện trong live action thì nó không hề toát ra được cái tinh thần của bản gốc. Nó còn chẳng phải là hình mẫu mà Pham Patel được yêu thích trong 20 năm trước cơ. Cowboy Bebop thì cơ bản cũng là dốc dùng các thứ, nhưng mà nữ diễn viên này thì lại bị kẹt với cái đống thoại kiểu phá hoại hình tượng này. Thực ra tôi nghĩ là không chỉ phim chuyển thể manga anime mới bị. Gần đây thì có Neneke trong The Witcher đi. Trong truyện thì rất là dịu dàng uyên bác, nhưng mà lên phim thì đã bị nhuộm đen, lại còn bị cứ mở mồm ra là fuck. Có vẻ như là nhiều biên kịch đang bị kiểu giống y hệt như kiểu mấy thằng content mới của mình ấy, cứ nghĩ chỉ bậy là chất và là hài và mạnh mẽ. Như thế thì nó kiểu không cần thiết ấy. Và họ làm như kiểu là không cần biết là bản chất của nhân vật thực sự là như nào. Mà đúng rồi nhé, tôi nghĩ là nếu mà tôi là fan của một nhân vật nào đấy và nghe tin là nhân vật đó sắp được xuất hiện trong live action, thì đúng là tôi sẽ rất kỳ vọng nhân vật đó được phác họa kiểu thật sát với bản gốc ấy. Kiểu tôi muốn thấy là anime trông như này, xong rồi ra ngoài đời thì trông như nào và kiểu nói những gì, cái kiểu gì nào để thể hiện được cái tinh thần đấy ra, hào hứng phết. Giống kiểu Nobita live action thì nhất định là phải có Nobita có kính to cho Đức Phúc đóng. Xong là hậu đậu này, bắn súng giỏi này, chơi dây giỏi này, xong là xem Suka tắm này. Ông chỉ muốn xem Suka tắm thôi. Xem Suka tắm. Nếu mà ông đã quên thì Suka học tiểu học đấy. Xem Suka tắm. Nhưng mà trở lại vấn đề thì cái cách thể hiện nhân vật nữ tự cường của Hollywood nó đang có vấn đề ấy. Tôi nghĩ thế nhá, đấy tôi nghĩ thôi nhá. Và vấn đề nó dễ thấy ở nhiều bộ phim của Netflix. Vì lý do gì đấy rất là hay nếp các nhân vật nam đi và biến các nhân vật nữ nổi bật thành boss ẩn mà không ai ưa được. Ví dụ như trong Death Note này, bản Mỹ nhá, Netflix đã biến Light từ một nhân vật phản diện này hoặc là anti-hero tùy góc nhìn, nói chung là một trong những nhân vật có chiều sâu nhất trong lịch sử anime, thành một thằng sim chúa và loser. Còn Misa trong truyện vốn là sim thì lại trở thành kẻ chủ mưu. Hay trong Cowboy Bebop thì Vicious vốn là boss chính là bị biến thành một trò đùa như Thor 4, còn Julia thì được đưa lên thành kẻ cầm đầu giật dây các thứ. Nói chung là hình ảnh nhân vật nó hoàn toàn khác bản gốc, và hình ảnh mới cũng không hay, diễn xuất cũng không hay, kịch bản cũng không hay. Và nhiều thứ không hay như thế thì chắc chắn là phim nó không hay đúng không? Nó cũng không hay, gõ gàng. Nó giống như cái bí kíp thuyết phục người khác mà ông hay nói đến ấy. Muốn người nghe mà đón nhận ý kiến của mình thì mình phải đón nhận ý kiến của họ đã. Thế à? Tôi nói thế à? Tôi nói thế mà. Tôi không nhớ. Tôi nghĩ là cái ý ông đang muốn nói đây là nhà làm phim kiểu họ nghĩ thế và họ muốn là nhét cái ý tưởng đấy xuống cổ họng của người xem, trong khi người ta muốn được đổ một cách nhẹ nhàng ấy. Họ không quản lý được kỳ vọng của người xem, họ không nắm được người xem đang mong đợi gì. Đúng thật mà kiểu đúng là nghe rất khiến rất kiểu tôi với bạn gái tôi. Nhắc kỳ của họ à? Các nhà làm phim thì họ không quản lý được kỳ vọng của người xem ấy, và không nắm được là người xem đang mong đợi gì. Nên là thay vì cho người xem thứ họ muốn để lôi kéo được thiện cảm và sự thích thú trước, rồi thêm yếu tố mang tính cá nhân, mang tính mới lạ của mình vào sau, thì các nhà làm phim lại bảo ê hãy ông ta không phải thì không thích đúng không? Không thích, rõ ràng. Và xong rồi lại có marketing rầm rộ cái việc đấy. Ngoài kịch bản và diễn xuất thì anime nó còn có những cái style mà chỉ dành cho hoạt hình được thôi. Có thể là sử dụng cái sự tự do của hoạt hình để mà tạo những cái hiệu ứng và cái kiểu atmosphere. Không khí à?
vibe, tôi không tìm được cái từ chính xác, nhưng mà live action thì khó có thể truyền tải được cái đấy. Ví dụ như là Spider-Verse, đúng kiểu như là truyện tranh cử động ấy. Hay là gần đây là cái Ghost in the Shell đã rất là cố gắng tái dựng lại những cái phân cảnh của bộ anime. Công bằng mà nói thì đấy là một cái nỗ lực đáng khen, đáng ghi nhận. Nhưng mà tuy nhiên thì nó vẫn mang lại một cái cảm giác khác ở gượng gạo. Tôi thấy là có nhiều ý kiến cho là họ có thể làm tốt hơn. Bởi vì nếu mà nhìn vào Blade Runner thì nếu mà đưa được cái không khí đấy vào Ghost of the Shell thì sẽ hay hơn rất nhiều. Và cái điều đấy thì có thể vô hình chung là tạo cảm giác Hollywood chỉn chu hơn và tìm hiểu hơn trong các sản phẩm chuyển thể từ tư liệu của anime hoặc là phương Đông đi. Một vấn đề khác là cái độ yêu thích của nhà làm phim với cả kịch bản gốc, với các tác phẩm gốc. Ví dụ như là Ben Ramsey, biên kịch của đấy Dragon Ball Evolution, dù đã trực tiếp lên tiếng xin lỗi nhưng mà cũng có nói là ông tham dự cái dự án này là vì tiền lương chứ không phải là vì yêu thích gì cái Dragon Ball cả. Thế thì cũng đúng, tại vì nếu mà có cái sự yêu thích khi làm cái gì đấy thì cái tầm nó đã hơn nhiều rồi ấy. Làm một cái mà mình không thực sự thích thú đam mê thì đúng chỉ làm cho xong thôi, làm cho xong là tiền là xong, mình cũng chả quan tâm là người ta, cái người nhận cái sản phẩm đấy người ta như nào đâu. Cái này chúng mình hiểu. Chứ tôi thích robot bánh hình nhưng mà mấy ông hội đồng quản trị cứ bắt là làm phim về mấy thằng người khỉ ngoài hành tinh thì làm thì cứ làm thôi, nhưng mà nó sẽ làm cho xong, làm kiếm tiền. Còn ở góc nhìn của fan thì nó sẽ là một cái sản phẩm tệ mà nó lại xúc phạm và kiểu fan sẽ không được cảm thấy được trân trọng ấy. Và trong quá trình PR phim chuyển thể thì luôn có những diễn viên hay là thành viên đoàn phim tự nhận là fan nhé. Tất nhiên là có người là fan thật, nhưng mà cái sản phẩm cuối cùng thì mới là cái câu trả lời rõ ràng nhất. Ai mà là fan mà tôn trọng nguyên tắc đến cùng cực như kiểu Henry Cavill thì luôn được người xem đón nhận và yêu mến. Dù bị cắt vai. Thế cả ông có đẹp dai nữa, ông ấy mà không đẹp dai xem. Thứ nhì thế giới thôi. Thứ nhất là tóm lại thì làm phim không phải là cái việc dễ, mà làm theo kiểu công nghiệp thì nó lại càng tệ hơn. Vì khi đấy họ không đủ cái tâm thì hành nghề. Tôi nghĩ thế, không đủ cái tâm thì không cống hiến, mà không cống hiến thì kết quả nó sẽ chỉ gọi là sản phẩm thôi chứ không gọi là tác phẩm được. Tôi theo dõi mấy cái group anime và lại Weibo các thứ ấy, cả Việt Nam và nước ngoài, thì tôi thấy là họ thường coi là cái phim chuyển thể anime của Hollywood thì trông rất là lố bịch và không có sức hấp dẫn như bản gốc. Nó thường chỉ là một cái bản rip-off để kiếm tiền thôi. Nó sẽ thường xuyên là khiến fan khó chịu và cũng chả thu hút được khán giả phổ thông luôn. Fan thì khó chịu tại vì cái sản phẩm đấy nó không truyền tải được cái hồn của bản gốc, không xứng đáng với kỳ vọng của họ. Và khán giả phổ thông thì khó tiếp cận tại vì nó cũng không giống như cái chất mà Hollywood thường làm. Đấy là nó phải đây thì nó cứ đây thôi. Đó, thì nó không phát huy được điểm mạnh của anime mà nó cũng không phát huy được điểm mạnh của Hollywood. Bỏ qua những phim có thể nói là chỉ lấy cảm hứng thì tôi nghĩ là cái phim chuyển thể anime tốt nhất là Alita. Nhưng mà đơn giản là vì James Cameron. Chúng ta có Terminator, thì chúng ta có Alien, này, chúng ta có Titanic, này, chúng ta có Avatar này. James Cameron. Có lẽ là để xử lý tốt khi mà chuyển thể tác phẩm từ một nền văn hóa khác thì cũng cần một cái tài năng tương xứng ấy, cần một cái sự thấu hiểu thực sự. Chắc là thường là toàn mấy ông đầu đầu mà. Ừ, tôi nghĩ là không để ý quá nhiều đến văn hóa, không có cái sự tinh tế về văn hóa chẳng hạn, thì sẽ không làm được những việc đấy. Thế ông nghĩ là Hollywood có thể làm gì để mà phim chuyển thể thành công hơn không? Okay. Ai hỏi tôi trả lời. Câu hỏi nghe có vẻ vĩ mô hết, thực ra họ chả xem video này đâu, nhưng mà đấy. Tôi nghĩ là chắc là đam mê hơn thôi và có cái sự tinh tế về văn hóa hơn, tìm hiểu sâu về văn hóa hơn là ok. Nhưng mà mình không biết được là những đoạn khác như kiểu là tiền nong này, rồi là vấn đề xung quanh sản xuất các thứ như nào ấy. Tôi nghĩ là mình cũng chỉ có thể đưa ra nhận định là bây giờ họ làm chưa tốt và mình muốn họ làm tốt hơn thôi. Tôi nghĩ là vẫn là một cái thị trường rất tiềm năng ấy, tại vì fanpage đông sẵn rồi ấy, chỉ cần làm ngon thôi là bú. Thế bú sao họ không nhập thẳng anime về chiếu cho khỏi chuyển thể nhỉ? Tôi thấy anime được đưa Netflix dễ tiếp cận với cả dễ xem phết. Đã thấy chất lượng dịch thuật lại còn được chỉn chu hơn so với cả những cái web săn lậu chắc chắn rồi. Nói chung là với cái nền tảng như là Netflix thì tôi nghĩ là dễ hơn, nhưng mà đưa lên màn ảnh rộng thì tôi nghĩ chắc tốn tiền đấy. Cái phim thành công nhất là Pokemon The First Movie năm 1999 thì thu được 85 triệu đô ở Mỹ. Gần đây thì 2019 có Dragon Ball Super thì Broly được 30 triệu. Thanh Gươm Diệt Quỷ năm 2021 được 47 triệu. Nói chung là về mặt doanh thu thì mấy phim như này quá là ít so với mấy bộ live action hay hoạt hình chuyển thể comic ấy, mà trong đấy 99% là siêu anh hùng. Dù có thể là nội dung phim chuyển thể chỉ ở mức trung bình ấy, No Way Home ấy, ai cũng bảo là nội dung chả hay đến thế nhưng mà vẫn thu tỷ đô phòng vé. Tôi nghĩ là anime đã được đón nhận ở Mỹ rồi, nhưng mà nó được điện ảnh hóa thì có lẽ là cần nhiều thời gian và cần những con người thực sự yêu thích nó này, và có thể là cần công nghệ hơn và khả năng nữa đứng ra thực hiện. Và rào cản văn hóa, cả cái sự kỳ thị Weibo nó cũng là yếu tố cản trở nhỉ. Kiểu mẹ xem phim này là Weibo nên ta không xem đấy. Đúng, kiểu tôi, thế tôi nghĩ ta không quan tâm đâu. Ví dụ như ở công ty mình thì mình nói mày Weibo à? Tôi cảm giác anime và cả manga nó vẫn là cái mỏ tư liệu đủ thể loại cho Hollywood khai thác ấy. Nhưng mà nó có được đầu tư đúng cách để nâng tầm hay không thì phải chờ. Nhưng mà
chờ thì ông định làm gì ở môi trường? Ăn kem trong khi chờ. Và đó là những ý kiến mà chúng tôi cũng hơi hoặc là không tổng hợp lắm từ Reddit về việc chuyển thể manga và anime của Hollywood. Ý kiến của các bạn thì sao về cái việc Hollywood chuyển thể anime? Hãy comment ở bên dưới. Và các bạn muốn chúng tôi bàn luận tiếp về vấn đề gì thì cũng hãy comment ở bên dưới. Đằng sau chúng tôi là rất nhiều figure của Trùng Figure. Hiện tại thì tôi cũng đang mặc áo của Trùng Cuối. Nếu các bạn muốn mua những sản phẩm này trông cực kỳ đẹp thì hãy bấm vào đường link trong phần mô tả. Sao không bảo luôn đây là quần 360 siêu tổng hợp quảng cáo. Đây là vịt không bị bu và Linh cũng thế. Xin chào và hẹn gặp lại. Thế bu quá.